Xin chào các bạn thân mến. Chắc các bạn cũng đã nhận ra smartphone hàng khủng mà mình đang cầm trên tay chính là Redmi Note 2 đình đám của Xiaomi. Sau đây là mục tiêu săn lùng của rất nhiều khách hàng, cho nên cũng khó khăn lắm mà mình mới mang để em nói về đây từ Hoàng Hà Mobile. Và không để các bạn mất thời gian chờ đợi lâu thêm nữa, mình sẽ đi sâu vào đánh giá chi tiết Redmi Note 2 ngay bây giờ. Điều đầu tiên mà mình muốn nói đến chính là màn hình của sản phẩm. Sở hữu một màn hình có kích thước là 5,5 inch, độ phân giải 1080x1920px và tấm nền IPS. Hình ảnh hiển thị rất sắc nét và chi tiết. Màu sắc của nó khá chân thực và nó chỉ đậm hơn hình ảnh thật một chút thôi. Góc nhìn của máy rộng, độ sáng tốt. Mình hoàn toàn đảm bảo rằng máy này khi mà xem phim hay là chơi game 3D thì cực kỳ đã. Cho điểm màn hình này là 9 trên 10 nhé. Redmi Note 2 của Xiaomi sở hữu giao diện MIUI 7 dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 5.0 và các icon của MIUI đều rất to đẹp, được bao tròn tinh tế. Nhà sản xuất trang bị cho người dùng nhiều những ứng dụng thiết thực, ví dụ như DigiShare giúp chúng ta có thể chia sẻ được các dữ liệu, trình quản lý file hay là phần mềm chỉnh ảnh Magic Photo, vân vân. Chúng ta có một kho theme rất khủng và trong này thì toàn những theme đẹp, cực đẹp và cực hot. Có phần miễn phí và có cả mất phí nữa, tuy nhiên rất hay đó là đối với những theme mất phí chúng ta có thể dùng thử trong vòng 5 phút. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn thử theme này. Mình thích những cái gì dễ thương. Try. Ok. Và mình sẽ download đi. Tuy nhiên bạn phải đăng nhập cái phần Mi Account trước. Đăng ký tài khoản này thì cũng rất đơn giản thôi. Mi Account thì nó giống như iCloud của iPhone. Nó có tính bảo mật và có tính đồng bộ rất là cao. Và đây chính là phần theme mà mình nhận được. Cực kỳ xinh luôn. Rất nhiều hình khác nhau. Và tất cả các biểu tượng ở đây đều đã được thay đổi rồi. Khi mà bạn kéo từ trên xuống thì nó sẽ hiện ra phần thông báo. Còn kéo từ phải sang trái thì chính là phần thao tác nhanh. Và chỉ có 9 biểu tượng ở đây thôi nhé, bạn sẽ không thể nào thay đổi được nó đâu. Khi mà kéo từ góc dưới cùng lên phía bên trên thì màn hình này sẽ được thu nhỏ lại một chút. Và ở đây sẽ xuất hiện ra những biểu tượng khác nhau của các ứng dụng. Mình sẽ vào phần tất cả các ứng dụng. Và thế là các ứng dụng đều được hiện hết ra và sắp xếp theo thứ tự là Alpha B. Cực kỳ tiện lợi. Hơn nữa thì nó còn được sắp xếp theo cả chức năng nữa. Bên dưới này thì chính là những ứng dụng mà được khuyến khích sử dụng. Thật sự mà nói thì chiếc máy này rất là hay ho đúng không? Chiếc máy của chúng ta hiện nay đang sở hữu con chip MediaTek 8 nhân với dung nhịp là 2GHz, với dung lượng RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và hỗ trợ thẻ nhớ nữa, cho nên bạn cứ thoải mái tải các ứng dụng về đây nhé. Đặc biệt là máy có hỗ trợ tiếng Việt. Để tải ứng dụng về, bạn có thể tải từ CS Play là một cái app của Google, các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Ở trong này chúng ta còn có Mi Store của Xiaomi và Mobile Play nữa. Bây giờ mình sẽ thử test hiệu năng của máy bằng một trò chơi quen thuộc, Asphalt 8. Máy load khá nhanh, hình ảnh cực kỳ đẹp. Đúng là phải nói là mình không thể nào chê được với cái màn hình như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ test AnTuTu, tuy nhiên thì mình sẽ tắt hết tất cả các ứng dụng chạy ngầm trước đã. Thử luôn. Và số điểm mà mình nhận được là 43.851 điểm. Đây là một số điểm cực kỳ cao luôn. Và nếu như xếp vào trên bảng xếp hạng thì nó xếp thứ 5 sau Meizu 10X4 đương nhiên thôi, và Samsung Galaxy Note 4 nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phần mà mình thích nhất ở Redmi Note 2, đó chính là camera. Sở hữu camera trước 5MP và camera sau 13MP, máy cho ra chất lượng ảnh cực kỳ ấn tượng. Khi bạn vuốt từ trái sang phải ra sẽ có các chế độ chụp ảnh khác nhau. Đi sâu hơn về phần cài đặt một chút. Máy cho ta có thể gắn thời gian vào trong ảnh, ở trong cái phần Time Watermark. Hay chúng ta có thể thay đổi lại kích cỡ của ảnh ở trong phần Camera Frame. Ở phía bên dưới này thì chúng ta có thể tùy chỉnh được độ tương phản, độ đậm màu và độ sắc nét nữa. Khi kéo từ phải sang trái ta sẽ có 12 màu khác nhau cho bạn thoải mái lựa chọn. Ví dụ như ở đây ta sẽ có cả màu Japanese. Còn mình thì sẽ chọn màu normal thôi. Bạn có thể chỉnh sáng ngay ở trên màn hình bằng cái vòng tròn quanh biểu tượng máy ảnh này. Máy có khả năng chụp HDR rất ổn nữa. Dù là ở trong điều kiện đủ sáng hay là thiếu sáng vừa phải thì bức ảnh của chúng ta đều khá đẹp. Tuy nhiên chỉ có một điểm trừ duy nhất, đấy là máy lấy nét không được ổn lắm. Trước đấy thì mình sẽ show cho các bạn xem một vài những bức ảnh mà mình chụp được từ camera sau. Tuy nhiên trước đó thì ta sẽ phải đi về camera trước đã. Máy có độ sáng rất là tốt và màu sắc thì xinh đẹp. Ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể tùy chỉnh lại được để cho mình xinh đẹp hơn theo các cái cấp độ khác nhau.
Hiện tại thì mình đang tắt phần này đi, còn nếu như để phần 2 cao nhất thì nó sẽ ra bức hình như thế này. Đối với một người thích selfie như mình thì mình hoàn toàn ưng với chiếc máy này. Và đây là hình ảnh mà mình nhận được nhé. Đây là chiều khi mà thiếu sáng. Còn đây, đủ sáng và cân bằng sáng rất là tốt. Redmi Note 2 sở hữu một viên pin với dung lượng là 3060mAh. Khi mà bạn bật 3G thì máy cho ta thời gian chờ là 144 tiếng, thời gian thoại là gần 12 tiếng và nghe nhạc trong vòng 46 tiếng. Máy có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 2.0 và được 60% đầu tiên trong 30 phút. Bạn hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng ngay cả trong những tình huống cấp bách nhất. Với giá bán chỉ hơn 3 triệu đồng thì Redmi Note 2 đã trở thành một ông vua ở phân khúc này với tất cả những đường cộng tuyệt vời mà nó có. Khó có chiếc máy nào có thể bị kịp được. Chiếc máy này mình mua tại Hoàng Hà Mobile nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Mình là Hoàng Anh, nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.